Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 12 trên trang web olm.vn Unit 4 The Mass Media Speaking Trong tiết học này, cô chờ chúng ta cùng thảo luận chủ đề mạng xã hội, social networking. Chúng ta đến với hoạt động đầu tiên. Ở đây cô có các câu từ A đến F Nhiệm vụ của các em đó là sử dụng các câu này để hoàn thành cuộc hội thoại sau giữa hai bạn An và Ben. Chúng ta cùng kiểm tra và phân tích các đáp án nhé. Mở đầu cuộc hội thoại thì An hỏi Ben, cậu có tài khoản Facebook hay là Twitter không? Và Ben trả lời, yes, but. Vậy thì sau từ nối but, chúng ta suy ra câu sẽ mang ý nghĩa đối lập tương phản. Có, nhưng mà tớ đã khóa tài khoản rồi. An ngạc nhiên và hỏi lại, "Oh really? How come? Chuyện như thế nào vậy?" Và sau đó Ben kể lại chuyện ai đó đã lấy cắp tài khoản của mình vào tháng trước. Tiếp theo, An hỏi Ben tại sao cậu không mở một tài khoản mới. Và Ben giải thích là do mình bận chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. An trả lời, "Oh, I see. À, tớ hiểu rồi. However, Nhìn thấy từ nối này thì chúng ta biết được câu đằng sau cũng sẽ mang nghĩa đối lập tương phản. Tuy nhiên, đôi khi chia sẻ công việc và cảm xúc với bạn bè thì cũng rất là thú vị. Ben trả lời, I know, tớ biết, nhưng mà tớ đã từng bị sao nhãn công việc khi mà lên mạng. Nghe thấy vậy thì En hỏi kỹ thêm là mỗi ngày cậu dành bao nhiêu tiếng trên mạng? Như vậy chắc chắn câu trả lời của Ben ở vị trí số 5 phải là thời gian, gần như là cả ngày. Cuối cùng, ở vị trí số 6, Ben đang kể lại cho em những việc mà mình làm khi lên mạng. Đó là cập nhật hồ sơ cá nhân, chia sẻ hình ảnh video với bạn bè và cũng đọc thông tin trang cá nhân của những người ở rất xa. Sau khi đã có cuộc hội thoại hoàn chỉnh, Kem cùng lắng nghe và luyện tập đoạn hội thoại này. Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ben? Yes, but I closed it already. Oh, really? How come? Well, someone hacked it last month. Why don't you open a new one? Because I'm busy to prepare for the exam at the end of the school year. Oh, I see. However, it's fun to share with our friends our work and feelings sometimes. I know. But I used to be distracted from my work when I got on the net. How many hours a day did you spend on the net? Well, most of my day. What did you do then? I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and I also read others' profiles miles away. Well, it really took a lot of time for these things. You're right, but no more. Now I have to focus on the coming exam. It makes you do homework less and spend less time with friends and family. It helps you keep in touch with friends and family anytime. It wastes your time. It helps you share feelings and work with friends. It helps you make friends with people miles away. It makes you curious about other people's lives. Bây opinions) và ý kiến tiêu cực negative opinions. Rất tốt. Như vậy, những quan điểm tích cực cho chúng ta thấy những mặt có lợi của sử dụng mạng xã hội như là nó giúp chúng ta liên lạc với bạn bè và gia đình bất cứ khi nào. Nó giúp cho chúng ta chia sẻ những cảm xúc và công việc với bạn bè. Mạng xã hội cũng giúp chúng ta kết bạn với những người ở rất xa. Những quan điểm tiêu cực thì cho chúng ta thấy những mặt trái của việc sử dụng mạng xã hội, như là nó khiến cho chúng ta làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian hơn với gia đình và bạn bè. Mạng xã hội còn lãng phí thời gian của chúng ta, và nó khiến cho chúng ta tò mò về cuộc sống của những người khác. Dựa vào những ý kiến này, bây giờ các em sẽ thực hành thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng mạng xã hội. Khi bày tỏ những quan điểm của mình, chúng ta có những cấu trúc và những từ nối thông dụng nào các em nhỉ? Rất tốt! Để bày tỏ quan điểm của mình, chúng ta có thể sử dụng các mẫu câu như I think, I don't think, I believe, in my opinion. Bên cạnh đó, các em cũng chú ý sử dụng các từ nối như là also, but, because, however, về nhà kem hãy cùng luyện tập để có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách tự tin và trôi chảy nhé bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo